Xin chào tất cả các bạn nha. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để mà chúng ta xóa ảnh đại diện trên Facebook của mình về mặc định nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên thì các bạn vào ứng dụng Facebook này. Rồi thì sau khi các bạn vào ứng dụng Facebook rồi á thì các bạn bấm vào cái chỗ ba gạch này nha. Rồi thì sau khi các bạn bấm vào chỗ ba gạch rồi thì các bạn bấm vào xem trang cá nhân của bạn nè. Thì bây giờ các bạn muốn xóa ảnh đại diện về mặc định á thì các bạn bấm vào tấm ảnh đại diện này nha. Rồi thì sau khi các bạn bấm vào á thì nó cho chúng ta có lựa chọn nè. Thì bước này các bạn bấm vào cái mục xem ảnh đại diện nha. Thì sau khi các bạn bấm vào xem ảnh đại diện rồi á thì các bạn bấm vào cái mục ba dấu chấm ở góc trên bên phải màn hình này. Chỗ đây nha, các bạn bấm vào ba chấm. Thì sau khi các bạn bấm vào á thì nó cho chúng ta có lựa chọn này. Thì bước này các bạn bấm vào cái chữ xóa ảnh và nó có biểu tượng cái thùng chỗ đây này, các bạn bấm vào nha. Rồi sau đó nó để là xóa ảnh, bạn có chắc chắn muốn xóa ảnh này không thì các bạn bấm vào xóa nha. Ok, vậy là mình đã xóa thành công nha. Rồi thì video của mình cũng dừng tại đây nha. Video này thì mình cũng đã hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để mà chúng ta xóa ảnh đại diện về mặc định trên các Facebook của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình nha. Bạn nào thấy video của mình hay cũng như hữu ích thì đừng quên cho mình một like cũng như một đăng ký kênh nhé. Bye bye.